của Hàng Rong mọi người. Ê, có gì ạ? Có ở Nam Dương không? Rồi có chữ từ bầu à, ở Nam Dương à, chứ không ở Nữ Hoàng. Củ từ nhiêu ký à? Củ từ 20 nha. Cho em ký củ từ đi. Củ từ lỗ khai lỗ canh đây. À, luộc. Luộc lấy củ làm sao? Luộc cho nhỏ chút cho dễ nấu, hiểu không? Bự mình lấy củ cái canh mình lấy bự. À. Anh ký thôi. Cái này nói nhiều quên mất tiêu rồi. 20. 20 à? À. Sao là xe keo hả? Xe keo á. Keo nhiêu ký? 15 á. Rồi cam nhiêu ký ạ? Cam hả? Cam lấy 2 ký 35 thì cam này bự luôn. Sao mua cam không? Cam chín ghê luôn rồi chị Hiệp ơi. 2 ký 35 hả? 2 ký 35 ngàn á. Cam này, cam thấy cái cam này chất lượng luôn không? Thấy mê không? Trời cam mình thấy đâu có nước đâu, thấy nó cứng chưa à? Cam này là cam cái trái bẹt không vậy? Trái bẹt à? Sao nó mỏng vỏ? Ủa qua nhiêu ạ? À? Ủa qua 20 chị Hiệp. Trời, qua nhiêu xíu 20. Trời ơi, qua nhỏ nữa rồi, ấy qua cái bự nè chị Hiệp. Em còn phát cái nhỏ nữa. Lấy cam đi. 2 ký không? Giờ anh gửi cho. Rồi, đổi đi. Cam cái bè. Cái bè. Uống vô đá sạch sè. Vô quá. Người ta đang quay mà mày như vậy, mày nói vậy đi. Không, kẹp ăn. Mình nhớ thiệt mà, đứa ơi. Thôi, tao mua nửa ký rồi, mấy cái qua. Nửa xíu tao hầm rồi, lâu quá hầm qua hầm rồi. Cái tiền nó không là? Ờ, không có mua cũng được. Không, nợ đi. Không có mua cũng không biết sao hết. À, của em hết nhiều đó. Em hết 55 nha. 50. Rồi chị Hiệp chứ lựa đi, lựa bà lựa đi. Thôi 50 chẳng luôn nè. Rồi, tên đi. Tên điểm mấy trái hoa nó thành được. Để ve cho Nguyên qua cái gì rồi. 5 6 trái hoa. Được được được. Không, lỡ không. 6 trái hoa. Trời trời trời. Trời. Rồi 6 trái đi, trái nhỏ chẳng 10 ngàn luôn nè. Hỏi nhiêu ký à? Hỏi những hoàng 10 10 15 đi. Thôi mẹ ơi, cái đời. Hỏi những hoàng người ta là. Ta bán 25 ngàn 2 ký không? Tao hỏi tao. Nó bán 25 ngàn 2 ký, tao bán vậy, bán vậy gì mà trời ban ngon lắm. Dạ. Hỏi ông ta nổi nữ hoàng lần mỏi của mày lỗi thường thôi mày. Hỏi kia, hỏi ấy rồi, còn người ta nữ hoàng. Mày nhiêu 10 ngàn phải không? 10 ngàn. 10 ngàn hỏi đi nữa hỏi mà. Ê, là chừa cái bao là cho tôi ập bọc nó vỏ phía sau luôn. Cho nó mới vỏ đó đi. Đóng cái. Mày lượng cho ngon đi, tao không. Trời ơi, nó có nhà hỏi bán được rồi. Qua nữa nè. 35 ngàn không? Mày lượng sao mà không mở ra hư cái trời đi coi. Ừ, hơn rồi mai để đây em trả lại chứ có gì đâu rồi đó. Trời ơi, trời ơi, trời cảnh lạ là gì lắm. Rác này nó không đổ giờ phải đặt thôi. Nha. À. Có tiền cho mẹ luôn đi. Rồi khách hàng cho kịp đúng không? 35 số 15 đúng không? Để sợi nhiêu ạ? Để sợi 15. Còn 2 cái cho mẹ luôn. Con. Con nè, con nè, con nè. Không quên nổi mẹ nó. Đây, đem vô luôn nè. Rồi. Rồi, cảm ơn em nha. Bye bye. Bye bye.